bi nguyện ví như đại hư không. Các công đức tốt đẹp rộng lớn vô biên, từ bi của Phật A-di-đà là thật không phải giả. Từ bi biến pháp giới. Dùng hư không làm ví dụ, chư diệu công đức rộng lớn vô biên, chứa công đức thêm vào chư diệu, chư nghĩa là công đức vô lượng vô biên. Diệu là gì? Diệu là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Những công đức này liền hiển tiền. Không những hiển tiền mà còn được thọ dụng của nó. Công đức từ đầu đến trong tự tánh vốn đầy đủ, không phải từ bên ngoài vào. Như trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Đức tức ở đây gọi là công đức, tướng là tướng hảo, vô lượng vô biên tướng hảo, đều là tự tánh vốn có, không cần cầu bên ngoài. Cầu bên ngoài không cầu được. Những gì cầu đều là tương tự, hay nói cách khác là giả, không phải thật. Công đức chân thật là trong tự tánh vốn có. Nếu chúng ta khẳng định câu nói này, khẳng định đối với câu nói này của Phật không hề có chút hoài nghi. Chúng ta nhất tâm niệm Phật A-di-đà, buông bỏ hết thảy mọi công đức. Vì sao vậy? Vì câu A-di-đà Phật này là chiếc chìa khóa trong bảo tàng công đức của chúng ta. Ta có thể khai phá tất cả trí tuệ công đức vốn có trong tự tánh, không dựa vào điều gì khác. Pháp môn này khó tin, quả thật rất khó tin. Cho nên bao nhiêu người niệm Phật cần phải tu tập tích chứa tất cả công đức. Thật ra tu tập tích lũy những công đức đó đến thế giới Tây Phương Cực Lạc mới biết đã uổng phí công phu. Thì ra đến thế giới Cực Lạc, những gì ta thấy, những gì ta tiếp xúc và những công đức ta hưởng thụ được không phải do mình tu mà có. Những công đức ta tu được hoàn toàn không dùng đến. Đây là thật, không phải giả. Trong tự tánh vốn có, đó mới gọi là diệu. Chúng ta tu như thế nào cũng không phát ra được. Tất cả đều là hiện tiền, không cần tìm kiếm bên ngoài. Tâm chúng ta sẽ định. Tâm định, trong tâm không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tâm này tự tại biết bao, viên mãn biết bao. Trên đề kinh này gọi là thanh tịnh bình đẳng giác.